Thưa quý vị, mỗi năm Tết đến là khoảng thời gian cao điểm các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi nhập lậu, mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng cả nước liên tục phát hiện và triệt phá hàng loạt đối tượng tàn trữ buôn bán pháo nổ với số lượng lớn. Và trên địa bàn tỉnh ta thì chưa phát hiện vụ việc nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến pháo trong những năm vừa qua. Để tiếp tục phát huy kết quả này, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong nói không với pháo nổ mỗi dịp Tết đến xuân về. Những ngày cận Tết, tại các công ty vận chuyển hàng hóa, không khí tấp nập. Người đến gửi, người khác lại đến lấy. Hàng hóa được đóng gói cẩn thận, rất khó kiểm soát. Tại các nơi này tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi nhập lậu, mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Các công ty vận tải trên địa bàn là một trong những nơi quan trọng cần tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, để các doanh nghiệp vận tải hiểu rõ hơn về các quy định trong phân biệt pháo hoa được sử dụng và pháo nổ, pháo hoa nổ không được phép sử dụng, thì còn tuyên truyền về các hình thức xử lý người vi phạm. Như là mình không chở vận chuyển cái loại pháo nổ thôi. Với lại những khách hàng mà gửi qua thì anh cảm giác được là nghi vấn thì anh sẽ không chở. Hoặc là kêu kiểm tra lại, khách cho thì mình chịu. Còn không cho kiểm tra thì anh trả hàng lại. Giáp Tết năm nào cũng vậy. Màu áo xanh của các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố luôn xuất hiện trên từng ngõ, gõ cửa từng doanh nghiệp vận tải, từng cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, kinh doanh phế liệu, tiến hành công tác kiểm tra và tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó đã kiểm tra và cho gần 16.400 cơ sở kinh doanh tạp hóa phế liệu ký cam kết, phát gần 3.500 tờ rơi, tờ thông báo, cấm sản xuất, chế tạo, vận chuyển, tàn trữ, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu và sử dụng trái phép. Nếu mà thực sự mình có nghi ngờ thì mình bắt buộc khách hàng phải mở ra để mình coi cái đó là cái gì mà mới nhận. Tại thường là Tết thì có hàng quá nó cũng nhiều và mình cũng phải cẩn thận chút xíu nữa để gì ảnh hưởng đến uy tín công ty. Theo Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, người dân chỉ được sử dụng các loại pháo khi đốt phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc mà không gây ra tiếng nổ. Đối với các trường hợp mua sử dụng pháo hoa của các doanh nghiệp cá nhân không được phép kinh doanh thì sẽ bị xử lý hành chính theo quy định. Trường hợp nếu đốt pháo hoa nơi công cộng mà phát ra tiếng nổ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các hình thức xử lý người vi phạm được quy định tại Nghị định 144, Nghị định của Chính phủ ngày 31 tháng 12 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi là che giấu, không tố giác hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các hành vi là trao đổi, gửi cho mượn, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, pháo hoa, pháo nổ, nhập lậu hoặc là thuốc pháo để sản xuất trái phép. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, tàn trữ, trái phép, pháo, tùy theo hành vi, tính chất mức độ, các hành vi vi phạm về pháo bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Sự vào cuộc của lực lượng chức năng cùng ý thức trước những hiểm họa từ pháo nổ của người dân, sự tuân thủ kinh doanh các mặt hàng đúng quy định pháp luật từ các cơ sở kinh doanh sẽ góp phần rất lớn trong đảm bảo an ninh trật tự, hướng đến toàn dân nói không với pháo nổ, pháo hoa nổ mỗi khi Tết đến xuân về.